Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ bảy, ngày 10 tháng 6 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 15. Sáng nay, thảo luận tổ, các đại biểu Quốc hội Hải Phòng đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào dự án luật căn cước công dân sửa đổi và dự án luật viễn thông. Kết quả sản xuất công nghiệp IIP thành phố tháng 5 ước giảm 10,04% so với tháng 4 và có mức tăng thấp nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Sau vụ cháy phòng trà tại số 144 Văn Cao, công an các địa phương kiểm tra, rà soát và tạm đình chỉ hoạt động nhiều cơ sở phòng trà chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu về phòng cháy chữa cháy. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Sáng nay, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án luật căn cước công dân sửa đổi, dự án luật viễn thông. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi. Liên quan đến dự án luật căn cước công dân sửa đổi, các đại biểu đóng góp ý kiến vào nhiều nội dung được cử tri quan tâm như việc tích hợp thông tin công dân vào thẻ căn cước, cấp giấy chứng nhận căn cước cho đối tượng người gốc Việt Nam đang sinh sống ổn định lâu dài tại Việt Nam nhưng không có quốc tịch Việt Nam. Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến. Là chúng ta cấp thẻ căn cước công dân tạm thời. Ở đây tạm thời nó sẽ mang tính chất khác hơn, giống như anh Lưu Trung có nói sau khi mà người ta được cấp quốc tịch hay là người ta từ bỏ quốc tịch, người ta không nhập quốc tịch chúng ta, nhưng mà người ta đây là cái quy chế có thể giống như người không quốc tịch. Thế thì nếu như trong trường hợp vậy thì chúng ta có thể tạm thời có thể rà soát trong 5 năm mấy năm để chúng ta có thể rà soát được người vẫn đảm bảo các quy định của các cái điều quốc tế mà chúng ta nhập, nhưng mà nó cũng vẫn đảm bảo được các cái tính quốc phòng an ninh cũng như là các cái nội dung khác liên quan. Một ý kiến thứ hai nữa trong cái dự thảo luật này thì trong cái điều 43 thì có nói về trách nhiệm của các bộ. Đấy, có nói đến Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính. Đấy, chủ trì phối hợp, nhưng mà riêng đối với Bộ Ngoại giao tôi không thấy nhắc đến trong cái nội dung này. Và thực ra nếu nói với người gốc Việt Nam đấy, thì cái Bộ Ngoại giao cũng là một bộ rất là quan trọng. Thì tôi đề xuất là trong cái điều 43 thì bổ sung cái chủ thể là Bộ Ngoại giao. Cũng trong sáng nay, các đại biểu thảo luận tại tổ về dự án luật viễn thông. Đồng chí Chủ tịch Quốc hội đã có những định hướng gợi mở thảo luận. Để tạo nền tảng cho cái dữ liệu lớn ấy, để mà có thể công cuộc chuyển đổi số thì chúng ta đang sửa mấy cái luật đây. Sửa cái luật viễn thông này là nó nằm trong cái tổng thể này, trong cái phục vụ cho cái công cuộc chuyển đổi số này. Thế cho nên cái việc này là nó cũng hết sức cần thiết. Và bản thân cái luật này từ 2009 bây giờ nó cũng thay đổi nhiều rồi. Và vì thế cho nên là nó cần thiết, và vì thế cho nên nó phải đặt trong tổng thể để nó phù hợp với các cái luật khác. Cái thứ hai mà khi mà xem xét cái dự án luật viễn thông sửa đổi này ấy, thì chúng tôi một cái lớn nhất là xem cái phạm vi điều chỉnh của cái luật này như thế nào. Trong cái lần thảo luận lần đầu này ấy, đi vào ngay câu chữ điều khoản cũng rất là tốt. Nhưng mà nên thảo luận một số cái định hướng lớn, chính sách lớn để chúng ta sau này thì luật nó mới có tuổi thọ, nó dài hạn được. Chúng ta phải có tư duy tổng quát như thế thì mới có tuổi thọ dài hạn được. Tôi thấy rằng là cái luật viễn thông thì tôi có tham dự một số cái hội nghị cả quốc tế ở Việt Nam, ở nước ngoài. Khi nói cuộc cách mạng 4.0 thì người ta nhắc nhở một cái ý là người ta nói đặc biệt là các nước đang phát triển, khi mà mình ứng dụng cái thành tựu của cái cuộc cách mạng này thì bao giờ nếu như chúng ta kiểm soát tốt thì nó sẽ phát huy được cái cơ hội và nó thúc đẩy cái sự phát triển kể cả kinh tế lẫn xã hội cũng như các cái mặt khác đất nước. Thế nhưng nếu chúng ta không kiểm soát tốt thì cái chúng ta ăn đủ những cái thách thức và những cái rủi ro, cái mặt trái của công nghệ. Cho nên là cái này rất cân nhắc về cái quan điểm khi mà soạn thảo. Chiều nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiến hành thảo luận toàn thể ở hội trường về dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi. Đây là một trong số 9 dự án luật được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5. Ngay sau khi Quốc hội tiến hành thảo luận toàn thể ở hội trường, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Thưa quý vị,
Tối qua tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô Hà Nội, lễ trao giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân giải Diên Hồng lần thứ nhất năm 2023 đã diễn ra trọng thể. Tham dự buổi lễ có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lãng hoa chúc mừng. Phát biểu tại lễ trao giải, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, đây là sự kiện quan trọng, rất có ý nghĩa khi diễn ra vào thời gian của kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và kỷ niệm 98 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kỳ vọng giải sẽ tiếp tục nhận được sự đồng lòng và ủng hộ của nhân dân cũng như hệ thống báo chí trong và ngoài nước. Sau hơn 4 tháng phát động, giải Diên Hồng lần thứ nhất đã nhận được 3.328 tác phẩm báo chí của 171 cơ quan báo chí trong nước và quốc tế, 7 văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân gửi tham dự. Ban tổ chức đã trao 5 giải A, 13 giải B, 16 giải C, 31 giải khuyến khích và 2 giải mở rộng ngoài cơ cấu. Tôn vinh 15 cơ quan đơn vị có những đóng góp tích cực và có thành tích xuất sắc góp phần vào thành công của giải, trong đó có Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Tham dự giải Diên Hồng lần thứ nhất, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng có 14 tác phẩm, trong đó 2 tác phẩm đạt giải khuyến khích, tập trung vào nội dung thực hiện nghị quyết số 05 của Hội đồng Nhân dân thành phố, quy định hỗ trợ thực hiện tháo dỡ các cơ sở nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà. Cùng với những tác phẩm tham dự giải trong cả nước, các tác phẩm là sự kết tinh của tâm huyết, tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề, niềm tin, tình cảm chân thành của cử tri và nhân dân nói chung, của người làm báo nói riêng đối với Quốc hội và Hội đồng Nhân dân. Sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức lễ phát động phong trào cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo lễ phát động. Dự tại điểm cầu Hải Phòng có đồng chí Nguyễn Đức Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận biểu dương những nỗ lực cố gắng mà các cấp ngành địa phương đã đạt được trong phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập với những phong trào lan tỏa rộng khắp. Để tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong xây dựng xã hội học tập, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, Thủ tướng đề nghị các bộ ban ngành trung ương và các địa phương tập trung tuyên truyền, nâng cao ý thức về vai trò xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời, gắn học với hành, tài với đức. Cùng với đó, huy động sự chung tay đóng góp của toàn xã hội để đa dạng các mô hình đào tạo, hình thành các thư viện cố định, thư viện di động ở từng khối xóm, phát triển trung tâm học tập cộng đồng, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận với Internet, công nghệ thông tin, phổ biến nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo. Thủ tướng kêu gọi các cấp ngành địa phương, các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể chung sức đồng lòng, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, truyền cảm hứng để người người học tập, cộng đồng học tập, xã hội học tập, cả nước học tập, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. Kết quả sản xuất công nghiệp IIP thành phố tháng 5 năm nay ước giảm 10,04% so với tháng 4. Đây là tháng thứ 2 liên tiếp chỉ số sản xuất công nghiệp của thành phố giảm so với tháng trước và có mức tăng thấp nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Vậy thì đâu là nguyên nhân khiến cho chỉ số sản xuất công nghiệp IIP giảm? Phóng sự sau đây sẽ phản ánh rõ hơn về vấn đề này. 4 tháng đầu năm nay, IIP ước tăng 13,37% so với cùng kỳ. Hải Phòng đứng thứ 5 trên 10 địa phương có chỉ số IIP cao nhất cả nước. Mặc dù chỉ số IIP thành phố tháng 4 tăng 14,18% so với cùng kỳ, nhưng vẫn ước giảm 2,38% so với tháng trước. Mức giảm 10,04% của tháng 5 so với tháng 4 chủ yếu do sụt giảm sản xuất của một số ngành công nghiệp như dệt may, da giày, đồ gỗ do nhu cầu thị trường giảm sâu, không có đơn hàng, thị trường xuất khẩu bị thu hẹp. Là doanh nghiệp sản xuất ngành hàng thiết yếu là chất tẩy rửa, hóa phẩm, nhưng công ty trách nhiệm hữu hạn Vico cũng giảm đến 25% đơn hàng xuất khẩu. Đơn hàng trong nước thì chúng tôi vẫn đương tăng trưởng khoảng độ 5-10%. Nhưng mà đơn hàng mà làm cho các tập đoàn nước ngoài thì nó tụt khoảng độ 25%. Cả thế giới khi khó khăn người ta cũng thắt chặt chi tiêu. Xuất khẩu ngày hôm nay thì hạn chế là không xuất khẩu được. Nhu cầu trong nước thì giảm. Các doanh nghiệp thiếu đơn hàng, thu hẹp sản xuất,
tỷ lệ thất nghiệp tăng cao khiến sức mua giảm mạnh đã tác động ngược trở lại sản xuất. Một nguyên nhân cơ bản nữa khiến các đơn hàng giảm là do tỷ lệ tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu của doanh nghiệp Việt còn thấp, chủ yếu là sản xuất gia công, nên khi chi phí lao động của Việt Nam tăng cao, các đơn hàng chuyển dịch sang các nước có chi phí thấp hơn. Lĩnh vực may mặc là một điển hình. Ngành may hiện nay đó, tháng 7, tháng 8, cái lượng đơn hàng mới khoảng 40-50%. Trong khi đó, đó cùng kỳ năm trước thì đơn hàng đã full đến tháng 9, tháng 10, thậm chí là có doanh nghiệp đến cả năm. Thế vậy thì trong quá trình sản xuất này, chúng ta chỉ tham gia bán sức lao động, và khi chi phí lao động của chúng ta đang tăng cao, thì họ sẽ chuyển dịch sang các quốc gia có chi phí thấp hơn. Ví dụ như ở Bangladesh, ở Ấn Độ, trong ngành may chẳng hạn, thì những cái sản phẩm cơ bản giá rẻ, gần như Việt Nam chúng ta không còn năng lực cạnh tranh nữa. Bên cạnh những yếu tố khách quan khiến đơn hàng giảm mạnh, cũng cần phải có giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp Việt tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu để hạn chế những khó khăn thị trường như hiện nay. Thực hiện chương trình đẩy mạnh hợp tác trong nước và quốc tế về khoa học và công nghệ thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2025 nhằm khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, nhận chuyển giao công nghệ, thiết bị tiên tiến từ nước ngoài để áp dụng vào sản xuất và đời sống. Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng phối hợp với Cục Ứng dụng và Phát triển Công nghệ, Bộ Khoa học Công nghệ và Sở Khoa học Công nghệ các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Quảng Ninh tổ chức phiên kết nối cung cầu công nghệ giữa các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam và Đài Loan, Trung Quốc. Trong 2 ngày, sự kiện kết nối cung cầu công nghệ giữa doanh nghiệp Đài Loan Trung Quốc và doanh nghiệp Việt Nam đã diễn ra 92 cuộc kết nối 1-1 giữa doanh nghiệp hai nước dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến. Các tổ chức doanh nghiệp cung cấp công nghệ đến từ Đài Loan Trung Quốc đã giới thiệu và tìm kiếm cơ hội hợp tác giao thương với các doanh nghiệp Việt Nam trong các lĩnh vực công nghệ sinh học, thủy sản, nông nghiệp, thực phẩm, máy nông nghiệp, năng lượng tái tạo, thiết bị, công cụ. Ngày hôm nay chúng tôi mang đến những công nghệ tiên tiến nhất, đặc biệt là lĩnh vực thủy sản, cá giống và một số lĩnh vực khác. Chúng tôi hy vọng những lĩnh vực này sau này sẽ đầu tư tại Hải Phòng. Sự kiện kết nối cung cầu công nghệ giữa doanh nghiệp Đài Loan và doanh nghiệp Việt Nam là một trong những nội dung trọng tâm trong hoạt động hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ của Sở Khoa học và Công nghệ. Hầu hết là các công ty của họ đều có những cái điểm để chúng tôi có thể học hỏi và để tham khảo, để cập nhật. Và đặc biệt là có 4 cái đơn vị nghiên cứu là viện nghiên cứu và các trường đại học ấy, thì có cái chuyên môn rất tương đồng đối với chúng tôi là về cái khoa học biển cũng như là khoa học thủy sản ấy. Qua hoạt động này tôi thấy là đây nó thực sự là một cái kênh hoạt động rất hay đấy, và tôi tin chắc rằng những cái các cái hoạt động, các cái kết nối của chúng tôi ấy là sau này nó sẽ mở rộng hơn rất nhiều sau cái lần kết nối này. Sự kiện là một trong những hoạt động trọng tâm trong hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ của Sở Khoa học Công nghệ, tạo cơ hội để các tổ chức doanh nghiệp của hai bên tìm hiểu về thiết bị công nghệ và nhu cầu của phía đối tác, từ đó tiến tới đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán công nghệ, thúc đẩy hoạt động chuyển giao, làm chủ công nghệ tiếp nhận từ nước ngoài vào Hải Phòng. Theo thống kê, trên địa bàn thành phố hiện có khoảng 20.700 doanh nghiệp đang hoạt động, kéo theo nhu cầu nhân lực có chuyên môn về kế toán, kiểm toán, tài chính doanh nghiệp là rất lớn. Việc liên kết đào tạo giữa nhà trường, doanh nghiệp trong lĩnh vực này được xem là cầu nối rút ngắn giữa lý thuyết và thực tiễn, từ đó mang lại hiệu quả thực tế cho người học, nhà trường và doanh nghiệp. Hội thảo đào tạo kế toán kiểm toán trong thời kỳ công nghệ số 4.0, cơ hội và thách thức, do công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ Tân Kế Toán tổ chức mới đây. Các sinh viên đến từ các trường đại học trên địa bàn thành phố được trao đổi, thảo luận, lắng nghe những chia sẻ từ các giảng viên, chuyên gia trong lĩnh vực kế toán kiểm toán, đại diện doanh nghiệp về những nội dung, tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đến ngành kế toán kiểm toán, nhu cầu nguồn nhân lực kế toán kiểm toán 4.0 hiện nay, thực trạng và chiến lược đào tạo kế toán kiểm toán giữa nhà trường với các trung tâm đào tạo. Tân Kế Toán là một đối tác truyền thống bền vững của khoa kế toán tài chính trường Đại học Hải Phòng. Hàng năm thì chúng tôi có rất nhiều cái chương trình hoạt động với doanh nghiệp, thì sinh viên sẽ được trực tiếp tham gia các quy trình, trực tiếp được sờ vào chứng từ và trực tiếp được thực hành những cái nghiệp vụ mà mình đã được học ở trong trường. Qua những chương trình này thì tôi nghĩ rằng là sinh viên sẽ được rất nhiều mặt lợi. Thứ nhất là về bản chất là sinh viên cũng có thể là nâng cao được cái kiến thức chuyên môn của mình gắn giữa cái lý thuyết mà đã được học ở nhà trường với những kiến thức thực tế tại các doanh nghiệp. Ngoài ra thì sinh viên cũng học hỏi được rất nhiều những cái kỹ năng mềm như là giao tiếp, ứng xử ngay tại nơi làm việc, cái môi trường làm việc thực tế của công ty. Và cuối cùng thì sinh viên có thể tìm kiếm được rất nhiều các cơ hội việc làm từ những cái đối tác, những cái doanh nghiệp của công ty Tân Kế Toán. Còn muốn sống còn thì phải có cái học và hành và coi như sự giúp đỡ của nhau. Cho nên tương lai
chúng tôi sẽ làm việc với lại chỗ bên tân kế toán nhiều hơn, phối hợp làm thêm được một cái chứng chỉ tin học văn phòng quốc tế đối với ngành kế toán kiểm toán đang cần. Mới đây, sự kiện khai trương trung tâm đào tạo nghề kế toán tổng hợp đã đánh dấu một bước phát triển mới của công ty Tân Kế Toán khi quyết định đầu tư chuyên sâu cho lĩnh vực đào tạo. Sau chương trình đào tạo nghề, người học sẽ được cấp chứng chỉ sơ cấp về kế toán tổng hợp. Đây cũng là nền tảng đầu tiên cần có, là hành trang để những kế toán tương lai vững vàng hơn trên con đường lập nghiệp. Tiếp sau đây là một số tin vắn đáng chú ý. Cho rằng để xảy ra tình trạng thiếu điện dù bất kỳ lý do gì cũng cần chỉ rõ nguyên nhân, tìm giải pháp khắc phục, xử lý thỏa đáng kịp thời, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu đoàn thanh tra chuyên ngành lĩnh vực điện lực bắt tay ngay vào công việc kể từ hôm nay, mùng 10 tháng 6, khẩn trương quyết liệt làm rõ việc cung ứng, chủ động nhiên liệu cho các nhà máy điện, vận hành hệ thống điện, huy động các nguồn điện, truyền tải điện, nguồn năng lượng tái tạo. Liên quan đến việc cung ứng điện, từ ngày 13 tháng 6 tới đây, sau khi hai tổ máy của nhiệt điện Nghi Sơn 1 và nhiệt điện Thái Bình 2 vận hành trở lại, sẽ cung cấp cho lưới điện miền Bắc thêm 20 triệu kWh mỗi ngày, góp phần giảm áp lực cho hệ thống lưới điện miền Bắc. Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản đề nghị Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố thành lập tổ công tác triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, đổi giấy phép lái xe trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Tổ công tác có trách nhiệm hướng dẫn hỗ trợ công dân đăng ký tài khoản, thực hiện đổi giấy phép lái xe, hướng dẫn công dân đối soát dữ liệu sức khỏe điện tử, kiểm tra vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ, hướng dẫn công dân làm thủ tục thanh toán trên Cổng Dịch vụ Công và đăng ký dịch vụ bưu chính công ích, thường xuyên thống kê số lượng hồ sơ đăng ký theo ngày, tuần, tháng và ý kiến của công dân về khó khăn vướng mắc gửi Cục Đường bộ Việt Nam tổng hợp và có kế hoạch điều chỉnh tái cấu trúc phần mềm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân. Thời tiết nắng nóng kéo dài và đang trong mùa cao điểm du lịch nên lượng khách tới Cát Bà tăng cao trong những ngày nửa đầu tháng 6. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, quảng bá cùng lợi thế về cảnh quan thiên nhiên nên 5 tháng qua, du lịch Cát Bà đã đón và phục vụ khoảng 413.000 lượt khách. Điểm nổi bật của mùa du lịch năm nay là khách quốc tế đến với Cát Bà tăng cao, đạt gần 180.000 lượt. Tổng doanh thu từ dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 353 tỷ đồng. Lượt khách đến tham quan, ngủ đêm trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà trung bình 5 tháng đạt trên 225.000 lượt. Chỉ tiêu của huyện Cát Hải trong năm nay đón 3 triệu lượt khách là hoàn toàn có thể hoàn thành, thậm chí là hoàn thành sớm so với kế hoạch. Sáng nay, Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng phối hợp với Câu lạc bộ Ảnh báo chí Hải Phòng tổ chức trưng bày gần 150 ảnh về chủ đề Bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ hải quân. Đây là kết quả của 6 hội viên Câu lạc bộ Ảnh báo chí Hải Phòng cùng các đoàn công tác đi tham quan xâm nhập sáng tác tại quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 trong tháng 5 vừa qua. Trưng bày ảnh đợt này nhằm tiếp tục tuyên truyền về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc và ca ngợi hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ hải quân, thiết thực kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 và kỷ niệm 98 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6. Trong phần tiếp theo của chương trình, lớp 1 được xem là bước ngoặt quan trọng trong hành trình giáo dục của trẻ, đòi hỏi các bậc phụ huynh cần có sự chuẩn bị một cách đầy đủ và phù hợp cho con em mình. Thắt chặt chi tiêu đang là giải pháp chung của các hộ gia đình trong thời điểm kinh tế khó khăn sau đại dịch Covid-19, tập trung chủ yếu vào nhóm lương thực thực phẩm với mức giá bình dân. Thưa quý vị, liên quan đến vụ cháy phòng trà xảy ra tại số nhà 144 Văn Cao, quận Ngô Quyền, mới đây, Công an thành phố đã thông tin chính thức về nguyên nhân vụ cháy, đồng thời chỉ đạo công an các địa phương tiến hành kiểm tra, rà soát và đình chỉ nhiều phòng trà do liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy. Cụ thể, nguyên nhân cháy phòng trà tại số nhà 144 Văn Cao, quận Ngô Quyền được xác định là do chập điện. Bên trong nhà lại có nhiều vật dụng dễ cháy như bàn ghế, giường tủ, khiến ngọn lửa bùng phát nhanh. Tại thời điểm xảy ra cháy, các nạn nhân hầu hết là nhân viên mới, thiếu kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và kỹ năng thoát hiểm nên dẫn đến hậu quả thương tâm. Hiện cơ quan chức năng cũng đang xem xét trách nhiệm của chủ hộ, người thuê nhà, cán bộ quản lý liên quan đến vụ cháy. Trên thực tế, phòng trà đã được cơ quan công an kiểm tra phương án phòng cháy chữa cháy, tập huấn về phòng cháy đầy đủ mỗi năm và có thành lập đội phòng cháy chữa cháy cơ sở. Đây là cái loại hình kinh doanh phòng trà, do đó là không phải cấp phép về an toàn phòng cháy, mà cái này là cái loại hình mà chúng tôi mở hồ sơ theo dõi và hướng dẫn
chủ cơ sở chấp hành các cái điều kiện để bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy cho cơ sở, cho tài sản cũng như là nhân viên, làm sao mà nó đảm bảo an toàn nhất. Còn đối với loại hình này thì không có phải áp dụng một những cái điều kiện bắt buộc và không có cái việc mà phải cấp những cái giấy chứng nhận đủ điều kiện về an toàn phòng cháy, ví dụ như loại hình karaoke chẳng hạn như thế. Sau vụ cháy phòng trà tại số nhà 144 Văn Cao, Công an thành phố đã chỉ đạo công an các địa phương tiến hành kiểm tra, rà soát các cơ sở phòng trà trên địa bàn. Qua đó, tạm đình chỉ hoạt động nhiều cơ sở. Riêng quận Ngô Quyền, công an quận đã tạm đình chỉ hoạt động của 24 cơ sở. Các cơ sở này chủ yếu tập trung tại tuyến đường Văn Cao, có tính chất hoạt động tương tự hình thức karaoke, quán bar, nhưng chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy. Theo quy định, trong thời gian tạm đình chỉ 28 ngày, trường hợp các cơ sở không khắc phục các thiếu sót về phòng cháy chữa cháy, thì công an quận sẽ ban hành quyết định đình chỉ hoạt động. Lớp 1 được xem là bước ngoặt vô cùng quan trọng trong hành trình giáo dục của trẻ. Tuy nhiên, giai đoạn chuyển giao từ lớp mẫu giáo lên bậc tiểu học khiến cho các em không khỏi bỡ ngỡ và chưa kịp thích nghi với những thay đổi từ môi trường học tập, bạn bè. Tất cả những điều này đòi hỏi những người làm cha, làm mẹ cần thiết phải có sự chuẩn bị hành trang cho bé vào lớp 1 một cách đầy đủ và phù hợp. Với các gia đình có trẻ chuẩn bị chuyển từ cấp mầm non lên cấp tiểu học, việc chuẩn bị kiến thức, kỹ năng cũng như tâm lý cho trẻ trước khi vào lớp 1 là rất quan trọng. Nhiều gia đình quan niệm đây chứ không phải là tốt nghiệp lớp 12 mới là một trong hai bước chuyển quan trọng nhất. Bắt đầu từ khoảng thời gian sau Tết, chị Phương đã chú trọng hơn trong việc tự dạy con ở nhà. Bé đã có thể đếm, làm một vài phép tính đơn giản, đọc và ghép vần cơ bản. Nhưng hai mẹ con quyết định dành cả mùa hè này để chuẩn bị vào lớp 1. Thực ra đi học mẫu giáo thì các con chỉ được ăn ngủ và chơi thôi. Ngoại khóa ở trường mẫu giáo thì cũng là vừa học vừa chơi. Nên là khi mà vào lớp 1 ấy, thì mình cũng chuẩn bị tâm lý luôn cho con là những cái giờ chơi ở trên lớp nó sẽ được ít, sẽ phải ít đi ấy. Và các kiến thức thì nó sẽ nhiều hơn. Và con cũng sẽ đương nhiên là sẽ không được thoải mái như đi học mẫu giáo. Và các cô thì cũng có thể là sẽ nghiêm khắc hơn. Đấy thì mình cũng sẽ dặn trước con như vậy. Sợ con bị thiệt thòi khi chưa có sự chuẩn bị trước là tâm lý chung của nhiều gia đình hiện nay. Con nghỉ mẫu giáo lớn cũng là lúc gia đình anh Vũ Đình Tâm ở quận Hải An sốt sắng tìm lớp học mới cho con. Mình thấy bây giờ hầu như các trường đều có tổ chức chạy hè, nhưng mà đa số chạy hè thì đều là hình thức là tiền tiểu học, có nghĩa là dạy trước một số toán hoặc tiếng Việt gì đấy. Theo mình thì chạy hè chỉ nên dạy về các môn thể chất hoặc là vui chơi hoặc là bắt nhịp cho bé quen nề nếp thôi, chứ không nên dạy trước các kiến thức. Theo các chuyên gia, hoạt động giáo dục trẻ trước khi vào lớp 1 thực sự cần thiết. Nhưng các hoạt động học tập, vui chơi cần được xây dựng dựa trên độ tuổi, tránh nhầm lẫn với việc cho trẻ đi học trước. Khi sang môi trường tiểu học thì các con sẽ phải làm quen với môi trường học là chính. Và mỗi một giờ học các con sẽ thường phải ngồi tham gia các hoạt động học từ 30 đến 35 phút. Và liên tục như thế một buổi sáng chắc các con sẽ phải làm quen từ 3 đến 4 tiết học tùy vào thời gian khóa biểu của các trường. Như vậy là nếu như trẻ không được tạo một cái thói quen và giúp các con làm quen thì khi mà đến với môi trường tiểu học luôn thì các con sẽ rất là khó thích ứng và các con sẽ cảm thấy là mệt mỏi. Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đã ban hành công văn số 70 về kế hoạch hoạt động hè của ngành năm 2023, trong đó yêu cầu không dạy học hè từ ngày 1 tháng 6 đến hết ngày 31 tháng 8. Đồng thời, Sở cũng yêu cầu các trường, đơn vị giáo dục không được dạy trước cho trẻ mầm non 5 tuổi vào lớp 1 dưới mọi hình thức. Điều này nhận được sự đồng tình của các bậc phụ huynh. Dịch COVID-19 sau một thời gian dài đã tác động mạnh, gây khó khăn đối với nền kinh tế, làm thay đổi thị hiếu người tiêu dùng và thị trường hàng hóa. Phản ánh của phóng viên thời sự. Thắt chặt chi tiêu là giải pháp chung của các hộ gia đình trong thời điểm kinh tế khó khăn, giá cả tăng cao. Chi tiêu tập trung chủ yếu vào nhóm hàng lương thực, thực phẩm với mức giá bình dân. Mình phải lựa chọn cái loại thực phẩm nào đó, nó không quá đắt quá với lại cái khả năng chi tiêu của mình. Bắt buộc là mình phải tìm những thứ mặt hàng thiết yếu mình không thể bỏ được, còn cái gì mình bỏ được thì mình bỏ. Tăng cường tiêu dùng rau xanh và trái cây chỉ là một trong những xu hướng tiêu dùng thiết yếu nhất của nhiều hộ gia đình kể từ sau đại dịch COVID-19. Cũng như nhiều khách hàng khác, giỏ hàng của bà Nguyễn Thị Thanh Bình ở quận Hải An cũng có nhiều rau xanh và trái cây hơn trong mỗi lần mua sắm. Hạn chế ở những cái sản phẩm mà nó không tốt cho sức khỏe, ví dụ như là những cái mặt hàng về nhiều đường, nhiều chất béo, tăng cường rau quả, những cái sản phẩm mà có lợi cho sức khỏe. Hình thức thương mại điện tử phát triển mạnh trong dịch COVID-19 nhưng cũng có chiều hướng giảm dần sau dịch.
Nhiều người chọn cách hạn chế lướt web để kiểm soát chi tiêu, thay vì mua bán những sản phẩm cá nhân thì nay chuyển sang chọn mua những sản phẩm dùng chung cho cả gia đình. Như thói quen của mình trước kia thì cũng hay đi xem những mặt hàng online, nhưng mà chủ yếu là những cái mặt hàng cho cá nhân mình thôi, ví dụ như quần áo, giày dép. Nhưng mà thời điểm này thì mình cũng hạn chế, không lướt web nhiều nữa nên là đỡ phải chi tiêu vào những cái phần đấy. Trước đây xu hướng chi tiêu cho những cái sản phẩm chăm sóc cá nhân, bây giờ thì những cái sản phẩm về thiên hướng về cho cả gia đình thì họ sẽ chuyển sang những sản phẩm này. Đa phần những sản phẩm này thì họ sẽ dùng được cho nhiều người, những cái dung tích dung size nó lớn hơn và giá của nó sẽ tốt hơn và thường có khuyến mãi. Sau dịch Covid-19, thị hiếu tiêu dùng đã thay đổi cả về lựa chọn sản phẩm hàng hóa, phân khúc hàng hóa cũng như hình thức mua bán và cách thức chọn mua sản phẩm. Nhu cầu tiêu dùng thiết thực hơn với mục tiêu tiết kiệm và đảm bảo sức khỏe. Những năm gần đây, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được công an các địa phương trên toàn thành phố đẩy mạnh với nhiều cách làm sáng tạo. Trong đó, mô hình camera giám sát an ninh trật tự được nhân rộng trong cộng đồng đã hỗ trợ đắc lực cho người dân, chính quyền và lực lượng công an trong phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội. Đây là hình ảnh một đối tượng trộm cắp tài sản vừa được công an quận Kiến An phát hiện thông qua hệ thống camera tại Bệnh viện Kiến An. Triển khai mô hình liên kết bảo đảm an ninh trật tự giữa phường Phú Liễn và Bệnh viện Kiến An, đã có 48 mắt camera được lắp đặt tại tất cả các hành lang khoa phòng và khuôn viên bệnh viện, giảm thiểu đáng kể những vụ việc mất an ninh trật tự. Khi mà triển khai hệ thống camera an ninh thì chúng tôi đã tiết kiệm được các cái nhân lực về nhân lực bảo vệ trong cái việc mà giám sát tuần tra các cái vụ việc mất cắp tại bệnh viện cũng như là mất trật tự tại khuôn viên bệnh viện cũng đã giảm rất là nhiều, và do đó thì bệnh nhân có thể yên tâm để điều trị tại bệnh viện. Thưa quý vị, tôi đang có mặt trên tuyến đường Lưu Úc, phường Phú Liễn, quận Kiến An, nơi triển khai mô hình camera an ninh. Ở những chiếc camera an ninh như thế này thì đang đóng vai trò ngày càng quan trọng với mỗi gia đình, cá nhân và tổ chức. Bên cạnh đó, việc ứng dụng mô hình rộng rãi trong cộng đồng cũng mang đến những hiệu quả tích cực với công tác vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Trật tự an ninh là được giữ vững. Cái thứ hai nữa là cái ý thức của người dân, là người ta cũng thấy rằng có mắt camera an ninh là người ta cũng có một cái gì đó cảnh giác với lại các cái ý thức của mình trong cái việc tham gia giao thông và cũng như là các cái vệ sinh môi trường. Lợi thế về việc lưu giữ các hình ảnh và giá trị minh chứng cao và khả năng giám sát 24/24 tại các điểm lắp đặt đã chứng minh hiệu quả của mô hình camera an ninh. Qua thống kê được các vụ việc xảy ra trên địa bàn như là trộm cắp tài sản, các vụ việc mâu thuẫn, đánh nhau, gây rối trật tự công cộng, tai nạn giao thông đều được làm rõ nhanh chóng và có sự hỗ trợ rất lớn của việc khai thác sử dụng mô hình camera an ninh trên địa bàn. Cùng với những cụm camera an ninh trên các tuyến đường do lực lượng công an đảm nhận, những camera do người dân tự lắp đặt cũng đóng góp thêm những mắt giám sát để chung tay cùng chính quyền, lực lượng công an gìn giữ an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Tại quảng trường nhà hát thành phố, Cục Văn hóa cơ sở phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hải Phòng vừa tổ chức triển lãm và trao giải thưởng cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2023. Với hơn 500 tác phẩm của các tác giả đến từ các tỉnh thành phố trong cả nước, Hội đồng giám khảo đã tuyển chọn 74 tác phẩm của các họa sĩ chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp. Thông qua ngôn ngữ, hình ảnh và màu sắc hội họa, các tác phẩm tranh cổ động đạt giải và trưng bày triển lãm đã gửi gắm thông điệp tuyên truyền về ý nghĩa sâu sắc của lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới công chúng. Thông qua cái cuộc thi này và thông qua các nội dung sáng tác của tranh cổ động thì là đã tạo được một cái cú hích cho động viên trong toàn đảng, toàn dân và toàn quân mà các mọi tầng lớp nhân dân để hăng hái thi đua lao động sản xuất, lập thành tích để chào mừng kỷ niệm với 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Kết thúc cuộc thi, Hội đồng Ban giám khảo đã tuyển chọn được một giải nhất, hai giải nhì, ba giải ba, chín giải khuyến khích và một giải phong trào cho đơn vị đã vận động được nhiều tác giả tác phẩm có chất lượng tham gia cuộc thi. Hôm nay thì tôi cũng rất là vinh dự được trao giải nhất, thì tôi thấy đây là một cái niềm vinh dự đối với lại tác giả được đóng góp cái công sức nhỏ bé của mình
đối với cái phong trào thi đua yêu nước của cả nước, tất cả nhiều người sẽ góp lại thành một cái phong trào thi đua yêu nước. Thì tôi nghĩ rằng những cái việc làm đó nó sẽ động viên, cổ vũ mọi người hướng tới một cái sự lao động để làm ra những cái của cải vật chất cũng như góp phần sức mình vào xây dựng quê hương đất nước. Thì đấy là một cái mục đích rất là cao cả trong cái phong trào thi đua yêu nước trong tình hình hiện nay. Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, Trung tâm Thông tin, Triển lãm và Điện ảnh thành phố tổ chức triển lãm một số hình ảnh, tư liệu với chủ đề Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước, cùng một số hình ảnh về thành tựu nổi bật của đất nước và thành phố Hải Phòng trong giai đoạn hiện nay tại nhà trưng bày triển lãm số 1 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng. Chương trình diễn ra từ ngày 7 tháng 6 đến hết ngày 13 tháng 6. Thưa quý vị, thông tin về dự báo thời tiết sẽ kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Khu vực trung tâm thành phố, nhiều mây, đêm có mưa rào nhẹ, ngày giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 27-35 độ C. Phía Bắc thành phố, nhiều mây, đêm có mưa rào nhẹ, ngày giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 26-34 độ C. Phía Nam thành phố, nhiều mây, đêm không mưa, ngày giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 26-34 độ C. Khu vực Đồ Sơn và quần đảo Cát Bà, nhiều mây, đêm có mưa rào rải rác, ngày giảm mây trời nắng, gió Tây, Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 27-35 độ C. Huyện đảo Bạch Long Vĩ, nhiều mây có mưa rào và dông, trong mưa dông có thể có gió giật mạnh. Gió Tây, Tây Bắc cấp 3, cấp 4, nhiệt độ 26-32 độ C. Vịnh Bắc Bộ, nhiều mây có mưa rào và dông, trong mưa dông để phòng sét và có thể có gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4-10 km, gió Tây, Tây Bắc cấp 3, cấp 4.